Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn móc phần tiếp theo của chiếc áo móc theo mẫu áo mà ca sĩ Jennie trong nhóm Blackpink mặc nhé. Thì ở hai phần trước mình đã hướng dẫn các bạn móc hoàn thiện xong cái phần thân áo rồi. Thì ở phần tiếp theo này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc những phần còn lại của cái chiếc áo này nhé. Ở đây thì đây là chiếc áo mà mình đã móc hoàn thiện và mình đã đem giặt và đang phơi, nó chưa có được khô nên mình chưa có đính hoa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau khi móc xong cái hàng gấu áo này thì ở đây mình sẽ móc tất cả là 7 hàng. Thì tùy theo cái mong muốn cái phần gấu áo này dài hay ngắn thì các bạn sẽ móc số hàng tương ứng nhé. Cái hàng viền dâu này mình sẽ viền cuối cùng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần khuy áo. Thì mình sẽ hướng dẫn trước cái phần móc bên phần khuy để các bạn khâu nút. Thì ở đây mình sẽ móc 1, 2, 3 3 hàng mũi kép và 1 hàng mũi đơn. Thì hàng mũi đơn mình sẽ móc cuối cùng. Bây giờ mình sẽ đi. Hôm nay là ngày 13 tháng 10. Gọi là cái gì nhỉ? Móc cái phần khuy áo nhé. Bên mặt khâu nút sẽ móc 3 hàng kép. Cái sợi màu đen nó hơi khó nhìn nên các bạn sẽ nghe mình nói nha. Thì khi mà móc xong cái phần vạt áo này, các bạn sẽ quay lại, các bạn sẽ lật mặt phải, các bạn móc một hàng mũi kép lên tới cái phần chiết cổ này. Đây, tới cái phần chiết cổ này các bạn kết thúc. Sau đó mình lên ba bính, mình lật mặt, mình móc lại hàng thứ hai, hàng thứ hai tới cuối hàng mình lại lên ba bính, mình lật mặt và mình móc xong hàng số 3. Hàng số 3 sau đó các bạn sẽ cắt sợi. Thì ở đây họa tiết hàng mũi kép thì các bạn sẽ móc hoàn toàn bình thường, chỉ là một kép thôi nhé, một kép đôi thôi, kép liên tiếp một kép đôi thôi chứ không có móc kép đôi như ở cái phần thân áo. Các bạn cứ móc như vậy cho mình 3 hàng. Sau khi móc xong cái phần khâu nút thì các bạn sẽ móc sang cái phần mặt. Mặt này gọi là mặt gì ta? Mặt đính khuy. Thì các bạn sẽ móc cho mình 3 hàng như sau. Hàng 1 sẽ toàn một mũi kép. Hàng 2 thì ở đây cái hàng số 2 mình sẽ khác cái phía mặt bên kia, tại vì mình sẽ chừa lỗ ra để mình cài khuy áo vô á. Đây, cái lỗ này để mình cài khuy áo vô này. Đấy, mình ví dụ minh họa như thế này. Thì mình sẽ chừa cái lỗ để mình cài cái khuy áo này vô.
thì các bạn sẽ xác định cho mình sau khi móc xong một hàng mũi kép, các bạn sẽ đếm. Đếm xem được bao nhiêu mũi kép cho mình. Sau đó các bạn sẽ xác định cho mình là cái phần áo này các bạn gắn bao nhiêu nút. Ví dụ như ở đây mình gắn 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này và 6. 6 cái nút áo. Mình sẽ gắn 6 cái nút áo và của mình đếm được tổng cộng ở đây sẽ là 80 mũi. Ở đây 80. 80 mũi kép. Mũi kép thì các bạn sẽ lấy 80 chia cho 6 nó được khoảng 13. Thì các bạn sẽ móc cho mình hàng 2 này. Hàng 2. Hàng 2 các bạn sẽ móc cứ khoảng 12 mũi kép. Thì chừa một mũi, chừa một khuy áo. Thì ở đây các bạn sẽ dựa theo cái khuy áo mà các bạn là cái nút áo mà các bạn sử dụng ấy thì mình sẽ chừa khuy áo. Ví dụ như nếu mà nút nhỏ thì các bạn sẽ móc được 12 mũi kép, sau đó các bạn sẽ lên hai bính rồi lại móc tới 12 mũi kép. Sau đó các bạn lại lên hai bính và móc 12 mũi kép tiếp theo thì đây nó sẽ là một lỗ này. À quên đây chứ, cái lỗ ở đây chứ, mình nhầm nhé. Chỗ này vẫn là mũi kép, 12 mũi kép. 12. Xong đây một lỗ thứ hai rồi lại tới 12 kép. Cứ tương tự như vậy. Các bạn sẽ móc hết cho tới khi đủ được cái số khuy áo mà các bạn muốn muốn cài nút áo đó. Thì cái hàng 2 các bạn sẽ móc cho mình là cứ 12 mũi kép các bạn sẽ chừa một khuy áo. Thì tùy theo kích thước của cái nút áo này mà các bạn sẽ chừa móc sẽ là một kép hai bính hoặc là một kép ba bính rồi tới kép hoặc là một kép một bính thì tùy theo cái nút mà các bạn sử dụng rồi cái tay móc của các bạn nó lỏng hay chặt. Thì khi mà các bạn tạo khuy á các bạn sẽ cài thử cái nút áo này vô xem là nó vừa hay chưa thì mình sẽ móc tương ứng. Và hàng 3. Hàng 3. Thì các bạn sẽ móc kép hết. Đó, móc kép hết. Sau khi móc xong được 3 hàng thì các bạn nhớ là mình sẽ chừa một lỗ ở dưới cái phần khuy áo nhé. Ở cái đầu này thì các bạn chỉ móc 3 kép rồi tới cái khuy áo, sau đó 12 kép rồi tới khuy. Đó, cứ tương tự như vậy cho tới cuối thì các bạn cũng móc một khuy, sau đó tới 3 kép và kết thúc hàng. Thì các bạn cứ canh làm sao cho cái số cái khuy áo này của mình nó đều nhau thì là nó được. Sau khi móc xong cái phần khuy áo thì các bạn sẽ bắt đầu đi, các bạn viền đây ở mặt phải này, hàng mũi đơn này, bắt đầu ở cái phần mũi đầu tiên của cái hàng ba kép bên cái phần cài khuy nhé. Thì lúc đấy mình sẽ bắt đầu từ đây, các bạn sẽ móc. Bây giờ mình sẽ đi móc hàng viền. Hàng viền của mình sẽ bắt đầu bằng lên một bính, sau đó móc một x rồi tới 5 bính tạo thành một mũi dâu á, sau đó tới 5x rồi lại tới 5 bính. Thì cái phần tạo mũi dâu này để mình minh họa. Ở đây thì mình sẽ minh họa cho các bạn cách móc hàng viền tạo mũi dâu nhé. Thì các bạn sẽ lên cho mình một bính này. Thì ở đây giả sử ở đây các bạn tưởng tượng nó sẽ là cái mũi đầu tiên ở cái hàng cạp áo
các bạn sẽ móc một mũi đơn này, sau đó qua chân móc bên cạnh này móc một mũi đơn, rồi các bạn lên 5 bính, 1 2 3 4 5, và móc một mũi trượt vào đây để tạo họa tiết dâu, rồi sau đó các bạn lại móc cho mình 5 mũi đơn, 1 2 3, bốn, năm. Sau đó các bạn lại lên 1 2 3 4 5, và các bạn sẽ móc một mũi trượt vào cái mũi đầu tiên mà các bạn lên bính để tạo mũi dâu thứ hai đó. Sau đó các bạn lại móc tiếp cho mình 5 mũi đơn, 1 2 3 4 5. Tới cái mũi đơn thứ 5 thì các bạn lại lên 5 bính, 3 4, rồi trượt vào cái mũi đầu tiên đó. Thì đây sẽ là cách tạo hàng viền với mũi dâu. Thì tùy các bạn có thể móc hoàn toàn bằng hàng viền là mũi đơn, hoặc là dâu này các bạn có thể móc là 3 mũi bính, hoặc là 4 mũi bính, 5 mũi bính, thì tùy theo các bạn thích các bạn móc như thế nào. Thì đó, các bạn sẽ móc viền hết cái phần cạp áo này, phần gấu áo này. Và với cái hàng mà để khâu nút ấy, để đính cái nút áo này nè, thì các bạn sẽ không cần viền dâu nhé. Tại vì mình cài phía bên dưới rồi thì các bạn không cần viền dâu, các bạn chỉ cần móc một hàng mũi đơn bình thường thôi. Móc hàng mũi đơn bình thường. Sau đó tới cái phần cổ, tới viền phần cổ các bạn cũng móc tương tự là 5 mũi đơn, sau đó tới một cái họa tiết dâu bằng 5 bính. Móc như vậy, cứ móc như vậy đi viền qua hết cái phần cổ. Hết cái phần cổ. Qua tới cái phần khuy áo tiếp theo thì các bạn lại móc tiếp tục. Ở phía bên đây cài nút nó nằm ở phía trên nên mình sẽ móc tiếp bằng hàng đơn và họa tiết dâu nhé. Cứ như vậy cho tới cái mũi đầu tiên các bạn bắt đầu hàng viền thì mình sẽ móc mũi trượt và mình kết thúc. Sau đó mình sẽ dùng kim khâu len để mình giấu sợi. Thì đấy là cái cách móc khuy áo, phần tạo khuy áo và hàng viền. Và cái mẫu áo này thì tại vì cái cổ của nó rộng ấy, mà cái vai của mình nó nhỏ, nên mình sẽ móc thêm một cái đoạn dây giống như ở mẫu. Đây, giống như ở cái mẫu áo này mình sẽ có một cái dây. Dây để mình cột lên cổ như thế này. Thì nó cũng vừa làm điệu thêm cho cái áo và cũng giúp mình giữ được cái phần áo nó không có bị tụt xuống vai. Thì các bạn sẽ canh các bạn móc cho mình. Nếu như các bạn muốn cái phần dây nó ở phía dưới, sát với cái phần dưới, thì các bạn sẽ di chuyển cái dây này xuống dưới rồi mình móc. Thì mình sử dụng toàn bộ là mũi bính thôi. Thì cái dây bính này tùy theo các bạn muốn móc dài ngắn như thế nào thì các bạn móc, rồi các bạn sẽ cột thử lên cái phần cổ của mình. Thì ở đây mình móc cái đoạn dây này à,
Dây này mình móc dài khoảng 50 54 54 cm để mình cột cho nó thoải mái á. Đó thì các bạn canh các bạn sẽ móc cái phần dây có thể thấp xuống dưới đây hoặc là lên trên sát với cái phần cổ, thì tùy theo sở thích của mình muốn móc cái phần dây này ở đâu thì mình sẽ móc và đối xứng với phía bên đây. Các bạn cũng móc một dây như vậy. Đó, móc một dây tương ứng như vậy, cũng sử dụng mũi mũi bính thôi thì các bạn chập đôi sợi lại. Nếu mà sợi nhỏ thì các bạn sẽ chập đôi sợi lại để các bạn móc dây bính. Còn nếu mà các bạn sử dụng sợi lớn rồi thì không cần chập. Đây, cái dây nó sẽ buộc lên đằng sau cổ giống như thế này. Đó, nó giống như thế này. Còn không thì các bạn không cần móc dây cũng được, thì tùy theo sở thích của mỗi người. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoa nhé. Phần 4. Móc hoa thì cái phần nhụy này, nhụy thì mình sẽ sử dụng màu vàng tạo vòng tròn ma thuật. Sau đó hàng 1 các bạn sẽ móc 9x, hàng 2 các bạn sẽ móc 9V. Ở đây sẽ được 9 mũi và ở đây sẽ được 18. Sau đó tới cái phần cánh, mình sẽ sử dụng màu trắng. Thì bây giờ mình sẽ đi móc cái phần nhụy trước nhé. Ở đây cái phần nhụy thì mình sẽ sử dụng cái kim móc nhỏ hơn, là kim móc số 4 tương ứng với 1.25 mm. Thì đây mình minh họa cái bông hoa mà mình đã thực hiện. Đây là mặt phải này. Ở đây thì bông hoa này mình móc là bông hoa cúc, sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cánh hoa cúc. Bây giờ thì mình sẽ đi mình móc nhé. Các bạn sẽ quấn tạo vòng tròn ma thuật. Mình thì mình thích móc vòng tròn ma thuật, còn các bạn có thể lên bính sau đó các bạn móc cũng được nhé. Mình thích tạo vòng tròn ma thuật để mình kéo cho nó được sát cái phần giữa đấy. Lên một bính này, các bạn sẽ móc vào đây cho mình 9 mũi đơn. Một mũi đơn. 2 3 4 5. Thì vừa móc các bạn sẽ vừa nẹp cái dây vàng này theo. 6 7 8 9. Sau đó các bạn sẽ kéo cái phần dây này cho cái phần giữa của mình nó được chặt lại để nó không thấy được cái phần lỗ. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình 9 mũi V, là mỗi một chân móc này các bạn sẽ móc cho mình vào đây 2 mũi đơn. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ nhất. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ hai. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ 3. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ 4. Một mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ 5. 1 mũi đơn, 2 mũi đơn vào chân móc thứ 6.
một mũi đơn, hai mũi đơn vào trên móc thứ bảy, một mũi đơn, hai mũi đơn vào trên móc thứ tám, và một mũi đơn, hai mũi đơn vào trên móc thứ chín. Sau đó các bạn sẽ kéo sợi và chúng ta sẽ cắt. Thì cái phần móc hoa này chúng ta có thể sử dụng cùng cái chất sợi với cái phần áo móc, hoặc là sử dụng cái sợi, loại sợi tương kích thước tương ứng. Ví dụ như ở đây mình sẽ sử dụng sợi cô tông Việt Nam 1mm, màu vàng và màu trắng để mình móc. Sau đó các bạn sẽ luồn cây kim vào cái mũi bính đầu tiên, đầu mũi bính đầu tiên, đầu mũi đơn đầu tiên chứ, xin lỗi nhé. Sau đó các bạn sẽ quay ngược lại, mình luồn kim vào đầu của cái mũi móc cuối cùng, mình sẽ kéo cái sợi qua. Đó, như vậy cái sợi nó đã nằm ở bên dưới, mình đã hoàn thành xong cái phần nhụy. Bây giờ mình sẽ đi móc cái phần cánh trắng. Thì để móc một cánh mình sẽ lấy sợi màu trắng, sau đó mình sẽ lên 5 bính, rồi móc vào, móc cụm cho mình này, một kép này, một kép và 7 kép đôi. 7 kép đôi mình ký hiệu là 2. Sau đó một kép vào cái bính số 4. Bính số 4 từ trên xuống. Đây là mặt phải này. Và các bạn sẽ móc lật ngược trở lại, mình sẽ móc vào mặt trái nhé. Tại vì cái phần hoa cúc này mình sẽ làm nó khác. Đây sẽ là mặt phải của cái cánh hoa này, nhưng mà mình không thích làm mặt phải. Mình khi mà mình lật lại này, đây sẽ là nhụy mặt phải này. Và cái cánh mặt trái này thì khi mình khâu vào áo thì nó sẽ đẹp hơn là mình khâu cái phần mặt phải này. Nó thì tùy theo, nếu các bạn muốn cái cánh mặt phải thì các bạn sẽ móc cái nhụy này mặt phải. Còn nếu các bạn muốn cái cánh mặt trái giống như của mình thì các bạn sẽ móc cái nhụy mặt trái, sau đó các bạn lật cái mặt phải ra, các bạn khâu vào áo. Đây nhé, bây giờ mình sẽ móc, đây là mặt trái này. Mình sẽ đâm kim từ trên xuống và lấy sợi màu trắng. Đây nhé, đây sẽ là mặt trái. Và cái sợi này thì chúng ta sẽ móc nó đối xứng đi, để tí nó tới cái phần đó mình sẽ giấu cái sợi đó sau. Đâm kim từ trên xuống, các bạn sẽ kéo sợi qua và đặt cái sợi này lên kim. Mình sẽ lên một bính này, sau đó lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5 bính. Lật trở lại đếm này, 1, 2, 3, 4. Móc vào cái chân bính số 4 này cái cụm 1 kép, 7 kép đôi và 1 kép nhé. Một kép này. Sau đó 7 kép đôi, 7 mũi kép đôi cùng vào cái chân bính này. Đi qua 1 này, đi qua 2 này, đi qua 3 này, được một mũi kép đôi. Mũi kép đôi thứ 2. Mũi kép đôi thứ 3. Mũi kép đôi thứ 4. Mũi kép đôi thứ 5. Mũi kép đôi thứ 6.
mối ghép đôi thứ bảy. Sau khi móc được 7 mũi kép đôi thì mình sẽ tới một mũi kép. Móc được 7 mũi kép rồi, các bạn sẽ móc vào chân móc bên cạnh cho mình một mũi đơn. Sau đó qua chân móc bên cạnh móc một mũi đơn. Sau đó các bạn sẽ lên cho mình 1, 2, 3, 4. Và quay ngược trở lại móc vào chân móc số 4, mũi bính số 4 từ trên xuống. Móc cụm tiếp theo, lại lặp lại một kép, 7 kép đôi và một kép thì nó sẽ tạo được một cái cánh hoa. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc 9 lần để tạo ra được 9 cánh hoa nhé. Hoặc nếu các bạn muốn móc cái số cánh hoa ít hơn, ví dụ như là 7, thì cái phần đầu tiên các bạn sẽ chỉ móc 7 mũi đơn vào vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ tăng lên ở hàng thứ hai là 14 mũi đơn thì mình sẽ móc được 7 cánh. Cứ tương tự như vậy, móc 6 cánh thì các bạn sẽ móc 6 mũi đơn, còn móc 8 cánh thì các bạn sẽ móc 8 mũi đơn. Sau khi móc được 7 kép đôi thì mình lại tới một kép bình thường và móc vào chân móc bên cạnh. Thì trong quá trình móc thì các bạn sẽ kẹp luôn cái sợi màu trắng này vô. Các bạn sẽ móc mũi đơn. Sau đó qua chân móc bên cạnh móc mũi đơn tiếp theo. Và sau đó mình lại lên 4 bính 1, 2, 3, 4. Và tạo cánh hoa tiếp theo, móc vào chân móc số 4, chân bính số 4 từ trên xuống một mũi kép này. Mũi kép đôi thứ nhất này. Mũi kép đôi thứ hai này. Mũi kép đôi thứ ba, mũi kép đôi thứ tư, mũi kép đôi thứ năm, mũi kép đôi thứ sáu, mũi kép đôi thứ bảy và cuối cùng là một mũi kép. Sau đó mình lại móc vào chân móc bên cạnh một mũi đơn. Một mũi đơn này là mình kết thúc cái cánh hoa. Sau đó móc bên cạnh một mũi đơn là để mình tạo cái cánh hoa mới. Đó. Thì cứ tương tự như vậy các bạn sẽ móc cho mình 6 cánh hoa còn lại nha. Đối với cái cánh hoa cuối cùng sau khi đã móc xong thì các bạn móc một mũi đơn vào chân móc tiếp theo để mình kết thúc cái cánh hoa. Sau đó các bạn sẽ trượt vào chân móc đầu tiên mà chúng ta móc cái cánh hoa đầu tiên á, móc một mũi trượt. Sau đó các bạn sẽ lên một mũi bính và mình sẽ cắt sợi. Và các bạn sẽ cắt cho mình một đoạn sợi, chừa một đoạn sợi dài ra để chúng ta sẽ đính cái hoa này vào cái phần áo nhé. Thì đây, đây là mặt trái này. Và bây giờ chúng ta sẽ lật sang mặt phải của cái phần nhị hoa thì mình sẽ được một cái cánh hoa, bông hoa như thế này, có 9 cánh. Chúng ta sẽ ép
thẳng cái cánh hoa này, sau đó chúng ta đây, chúng ta sẽ đi đính nó vào áo nhé. Bây giờ mình sẽ đi đính vào áo và chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len để chúng ta đính. Mình sẽ đặt bông hoa lên cái vị trí mà mình muốn gắn trang trí hoa. Sau đó các bạn sẽ xỏ sợi qua kim. Đây, ví dụ như mình muốn gắn hoa ở cái vị trí này. Nói chung là các bạn gắn làm sao khéo để cái mặt bên dưới này nó cũng đẹp nha. Mình gắn từng cánh hoa một cho nó dính vô cái phần móc của mình. Cứ tương tự như vậy các bạn sẽ gắn đều cho mình 9 cánh hoa nha. Và khi gắn thì các bạn lưu ý là mình sẽ điều chỉnh làm sao cho cái phần này, phần móc của mình nó được đều á, nó được giãn đều chứ nó không có thu vào một chỗ. Thì đây là bông hoa sau khi đã đính xong. Thì mặt bên dưới đây, các bạn khâu làm sao cho cái phần móc của mình nó không có bị co lại nha. Để đảm bảo sau khi mình đính xong hoa thì cái áo, cái thân áo của mình nó vẫn giữ được nguyên dáng của chiếc áo, chứ các bạn đừng có keo vào co lại hoặc là kéo căng cái phần móc của mình ra để các bạn đính hoa, thì khi mà các bạn đính xong thì nó sẽ làm mất đi cái dáng của cái áo. Rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn những phần còn lại của cái áo, tương tự cái phần đính hoa thì các bạn sẽ tùy các bạn canh chỉnh để các bạn đính nhé. Chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các phần hướng dẫn tiếp theo. Tạm biệt các bạn.